Xin chào mọi người, theo thông tin cập nhật mới nhất ngày 2 tháng 12 năm 2021 về việc bà Nguyễn Phương Hằng vạch trần Thương Tín. Mắng thẳng mặt nam nghệ sĩ, cộng đồng mạng hả hê hưởng ứng, nghệ sĩ Thương Tín tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của dư luận khi tiết lộ hoàn cảnh khó khăn hiện tại. Từ một ngôi sao của điện ảnh Việt, giờ đây nam diễn viên sống chật vật thậm chí không còn tiền mua thức ăn. Khác với lần trước, dân mạng lúc này lại tỏ thái độ không hài lòng với Thương Tín. Nhiều người chất vấn ngược lại ông khi đã tiêu hết 800 triệu đồng được Mạnh Thường Quân giúp đỡ chỉ trong chưa đầy một năm. Mới đây, trong livestream của mình, bà Nguyễn Phương Hằng gây chú ý khi nhắc đến tên Thương Tín. Theo đó, nữ CEO Đại Nam thẳng thắn chỉ trích Việt Nam diễn viên 5 lần 7 lượt than nghèo kể khổ để xin tiền quyên góp. Vợ ông Dũng Lò Vôi nói, nghệ sĩ Thương Tín không có liêm sỉ, đang ăn mày tình cảm của công chúng. Chúng ta nên cho đúng người, đúng chỗ, chia sẻ thêm, bà Nguyễn Phương Hằng nói Thương Tín đã từng được công chúng cho 800 triệu rồi thì bản thân cần phải biết tự trọng. Những nhận xét của bà Nguyễn Phương Hằng nhận được sự hưởng ứng từ cộng đồng mạng. Nhiều người đồng quan điểm với bà cho rằng Thương Tín đang quá lạm dụng sự yêu mến của khán giả. Hàng loạt bình luận chỉ trích cách tiêu tiền của nam diễn viên xuất hiện gần 1 tỷ mà tiêu hết trong chưa đến 1 năm. Trong khi hàng ngàn người nai lưng làm cả đời còn chưa có nổi 1 tỷ. Như ổng thì cho tự sinh tự diệt chứ giúp đỡ gì cái loại này. Nói đúng còn nói to, thấy xin được một lần dễ quá nên xin hoài. 800 triệu đồng những gia đình nghèo người ta ăn chục năm chưa hết nữa. Ai rảnh mà nuôi ổng hoài, không có liêm sỉ nên mới ăn mày tình cảm của công chúng. Xin cho đã rồi đổ cho nghề diễn viên bạc bẽo. Thử không ăn chơi xem có nên cơ sự này không, dịch bệnh nhiều người còn khổ hơn ông ấy nhiều nhưng người ta biết kêu ai. Được từ thiện lại mang tiền đi mua đất đóng bảo hiểm, lần này chắc đi mua kim cương. Hột xoàn, có liêm sỉ tí đi, khéo 800 triệu đó nướng vào cờ bạc rồi nhưng nói là đóng bảo hiểm cho con gái. Riêng khoản này tôi đồng tình với bà Phương Hằng, Thương Tín phải tự xem lại mình. Trước đó, Thương Tín cho biết đã dùng 800 triệu đồng để mua đất xây một căn nhà cấp 4 ở quê. Một phần ông dùng đóng bảo hiểm cho con gái nhỏ. Riêng chiếc xe cũng được cho, nam diễn viên cho thuê lại để có thêm đồng ra đồng vào sau khi biết được hoàn cảnh của Thương Tín. Bất chấp việc xuất hiện nhiều bình luận trái chiều, một số nhà hảo tâm vẫn đứng ra giúp đỡ ông. Trong đó có người ngỏ ý nuôi dưỡng nam diễn viên đến cuối đời. Được biết một người bạn hiện đang sinh sống ở Pháp đã mời Thương Tín về sống trong căn biệt thự 5 tầng của mình tại quận 3. Sắp tới ông sẽ chuyển đến đây, vừa có nơi sinh sống, vừa trông nom nhà cửa giúp bạn. Lời nói sau cùng cho kết thúc thông tin vừa cập nhật trên. Mong mọi người hãy chủ động phòng chống dịch COVID-19 theo lời kêu gọi từ Bộ Y tế, mỗi người dân Việt Nam tiếp tục lan tỏa và thực hiện thông điệp 5K. Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế để quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Kênh thông tin News 24/7 luôn luôn chia sẻ những thông tin mới và hữu ích mọi lúc mọi nơi. Hãy follow page, like video và chia sẻ với mọi người để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp ở những video tiếp theo.